bước sau bên trái. Sơn, chị hành động độc ác. Ngày hôm nay đã hối hận chưa? Tuyệt tình đơn đâu? Tuyệt tình đơn đã bị Quá Nhi quăng xuống vực thẳm rồi. Nếu như chị không giết hại Thiên Trúc Thần Tăng, không những có thể cứu được Quá Nhi và em, còn có thể giải được chất độc ở trên mình của chị nữa. Chính gã hòa thượng kia tự mình đút đầu vào chỗ chết, không thể trách ai hết. Sư thúc ta chết như ngân trầm của người một cách vô lý, hôm nay ta sẽ trả thù. Các vị, các vị tự nhận mình là người hiệp nghĩa, ngày hôm nay lễ đồng hiếp yếu, ý thế hại người. Sư muội, ta là đệ tử của phái Cổ Mộ, hôm nay tuyệt đối không chết ở trong tay của người ngoài. Muội hãy tới đây, ra tay giết chết ta đi. Trước sau gì cũng chết, em giết chị cũng đâu có lợi gì. Lý Bất Sầu, người đã mang thiên hại của Lục Triển Nguyên và vợ của ông đi đâu rồi? Ta đã đốt thành tro thi hại của bọn chúng, và ta đã rắc trò cốt của họ lên trên đỉnh núi Hoa Sơn. Còn một người ta đã quăng xuống biển đâu? Ta để cho hai người đó đời đời kiếp kiếp không thể ở chung với nhau. Ngươi, ngươi là tên địch tử ba đầu tàn nhẫn như thế nào? Cả nhà của ta đều bị ngươi giết chết, chỉ còn lại một mình ta. Ngày hôm nay ta sẽ trả thù cho họ. Nhưng nó đã bị cháy rồi. Thì của sư thúc đừng giết bả, cứu thầy à của sư thúc đi. Qua đời nhưng mà mắt còn cười, chắc chắn là chết một cách thoải mái, không có đau đớn gì cả. Sư thúc trước khi chết đang tìm thuốc giải để giải chất độc qua tình. Như vậy thần tăng biết rõ thuốc giải tình qua đó. Sư thúc cho biết vật trị vật, thuốc giải chất độc qua tình nhất định đến với cây qua tình. Lệnh sư thúc có để lại di ngôn gì không? Không có. Sư thúc và ta sau khi từ trong mật thất ra đây lập tức đi tìm thuốc giải, nhưng không ngờ lại bị ngân trong của nữ ma đầu bắn trúng. Ê, coi kìa, trên tay của ông ta có cái gì kìa. Chưa có từng thấy, cẩn thận, đây là đoạn trường thám, lá này độc lắm. Cái này có chất độc à? Lý Bất Sầu, Lý Bất Sầu, hãy lỡ đi ăn chất độc này đi. Thiện tai, thiện tai, đừng bao giờ nông nổi hành động. Sư tổ già dặn, đối với nữ ma đầu này còn nhân từ nữa hay sao? Thiên hữu thiện báo, ác hữu ác báo, thiện ác báo đầu chung hữu báo, trời đã an bài sẵn. Các người coi, phía chân ra khói bụi nổi lên, chắc là cháy lớn lắm đó. Cháy lớn như vậy không thể nào dập tắt được đâu. Chúng ta hãy cùng nhau rút về phía đông rồi hãy tính sao. Các người muốn giết ta cứ chạy theo ta đi. Em muốn nghe đừng có chạy. Sư tỷ, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao? Tôi chạy đi đâu? Sư tỷ, chị đừng có dùng dĩ nữa, không thể thoát được đâu. Làm gì? Tới giờ này vẫn còn cố chấp hả? Có cần nói gì? Sư tỷ, tại làm sao? Tại làm sao? Ta sắp chết rồi mà hại người còn chưa có chết vậy. Không được, ta phải cho các người chết chung với ta mới được. Cho nên đã lầm đường lạc lối, càng ngày càng xa lầy, tới cuối cùng không thể ngóc đầu dậy nổi. Ngày tàn như vậy kể như một sự dạy. Hỏi bà coi có còn nữ viên thuốc giải hay không. Làm gì? Nếu như mình để cứu được Lâm Nhi, lấy nữ viên từ tụi nữ làm gì nữa? Chúng ta qua bển coi không có sao đâu. Này Dương Huynh Đệ, biết đâu Trần Thiên Phước còn tiền tình đơn, chuẩn bị các người tìm được tiên nương lên giường. Nếu tôi về Lâm Nhi có thể sống chút. Dương đại ca, đừng phụ lòng tốt của mọi người, chúng ta qua bên kia xem đi. Qua bên kia coi sao, coi bên nhà có làm gì. Vậy chúng ta đi mau đi. Chắc là bà đã điên rồi. Người này tính tình độc ác, chưa chắc là điên thiệt đâu. Tên ác phụ, nhà ngươi lại đốt hết cơ nghiệp mấy trăm năm của ta hả? Cái tên lang tâm cậu bối kia, người đã giết chết con gái của ta rồi. Bất cứ gia nào, ta cũng không tha cho ngươi. Tới đi con hầu, quý vị tới đây. Tới đây giết ta đi. Đi chứ, giết ta đi. Chết đi. Oh!
Ta sẽ cho nhà ngươi chết trước. Nếu như vậy ngày hôm nay, ta sẽ cho nhà ngươi chết trước. Thiên thước tay chân đã bị gãy hết rồi, làm sao lên khỏi chỗ này được? Tôi biết rồi. Hãy xem nè. Chính tiền nữa đó yêu cầu thiên thước lên đây. Trước tiên là đốt tuyệt tình sơn trang, sau đó thì ra lệnh cho tiền nữ khiên bả lên đây, bày ra cạm bẫy để dụ công tôn chỉ tới. Khi mà công tôn chỉ tới đây thì bả sẽ giết chết hắn. Hai người họ thù hận với nhau, nhưng mà cuối cùng thì họ lại chết chung với nhau, chết chung một chỗ. A Di Đà Phật, tất cả ân oán đều sẽ tan biến hết. Xem nè, tuyệt tình sơn trang đốt thành tro bụi rồi, chỗ này không an toàn đâu. Chúng ta mau liền khỏi trong này đi. Đúng vậy, chất độc tình hoa của Dung Đệ chưa giải, chúng ta phải đi tìm Danh Ly để chữa trị cho anh ta. Tôi nghĩ đêm nay chúng ta phải tạm trú một đêm tại sơn cốc này, ngày mai mới đi. Mẹ, tại sao vậy? Mẹ đã tiếp ba ám khí của cậu Thiên Thước, đã bị nội thương, cần phải chữa trị một thời gian. Trời đã khuya rồi, mình hãy xuống sơn trang tìm chỗ trú một đêm đi. Cũng may tìm được căn nhà này, đêm hôm nay khỏi cần ngủ trong sơn cốc. Trình cô nương thật là tỉ mỉ, đã thu xếp căn phòng này rất là sạch sẽ. Lâm Nhi, cảm thấy thế nào hả? Hồi nãy ra tay với công tôn chỉ, khí quyết quay ngược, cảm thấy hơi mệt mỏi trong người. Bây giờ đã đỡ nhiều lắm rồi, không còn cảm thấy mệt nữa. Lâm Nhi sợ quá lo. Cho nên giấu không có chịu nói. Lại bộc phát nữa không? Quả hãy nghĩ ngợi chút đi, đừng suy nghĩ nữa. Quên gì, đừng có nói nữa, hãy nghĩ chút khỏe đi. Lâm cô nương, Quách phu nhân, Lâm cô nương, tôi có chuyện muốn nói với cô. Lâm cô nương, phu nhi tính tình lỗ mãng, cho nên đã làm lỗi với Quái Nhi và Lâm cô nương. Trong lòng của tôi thì là ngại lắm. Không sao. Lâm cô nương, có một việc này tôi không có rõ, muốn thổi giáo với cô. Xin cứ nói. Cô đã dâng lao cực khổ, giật được tuyệt tình đơn, tại sao lại không có uống mà lại quăng xuống diệt thẩm như vậy? Không biết là nguyên nhân thế nào. Tính tình của Quá Nhi rất kỳ lạ. Quá Nhi không chịu uống, đương nhiên có lý do. Quá Nhi là một người chí tình chí thánh, có lẽ nó đã thấy công tôn cô nương về cái chuyện đó, mất đi mạng sống, trong lòng đau buồn, cho nên không có muốn thuốc đó để đền đáp công tôn cô nương. Cái ý định đó của Quái Nhi đương nhiên là làm cho người ta kính nể, nhưng mà người chết không có thể sống dậy được. Như vậy không phải đáp phụ tấm lòng và cái việc làm xả thân đã cướp lấy thuốc giải của công tôn cô nương hay sao? Ân tình của công tôn cô nương, tôi và Quái Nhi không thể nào đền đáp. Quái Nhi nghe lời của cô nhất, chỉ có cô mới có thể làm cho nó uống thuốc giải. Cho dù quá có chịu nghe lời của tôi, thì ở trên đời này cũng đâu còn có tuyệt tình đơn.
Tuyệt tình đơn tuy là không có, nhưng mà chất độc qua tình ở trong cơ thể không phải là không có thể giải được. Điều khó khăn nhất là sợ nó không chịu uống. Có loại thuốc giải nào có thể giải được chất độc trên người của Quá Nhi? Đây chính là Đoạn Trường Thảo. Thiên Trúc Thần Tăng trước khi chết ở trong tay đã nắm lấy cái loại cỏ này. Chu đại ca đã từng lên tiếng Thiên Trúc Thần Tăng đi tìm thuốc giải, nhưng mà bị trúng phi châm qua đời. Tuy là ông ta đã chết, trên mặt vẫn còn nở nụ cười, có lẽ là bởi vì kiếm được cỏ này cho nên vui mừng. Phu nhân định nói cỏ này có thể giải được chất độc tình hoa. Thiên Trúc Thần Tăng đã có nói muốn tìm thuốc giải của tình hoa chắc chắn là ở dưới tình hoa, và những đoạn trường thảo này đã tìm được ở dưới những cây tình hoa. Nhưng mà Nhất Đăng đại sư đã nói đoạn trường thảo này có độc tính rất mạnh. Đoạn trường thảo thực sự là có chất độc, nhưng mà tôi đi suy đi nghĩ lại, cỏ này dĩ độc trị độc, chính là khắc tinh của tình hoa. Nói vậy thì Quá Nhi được cứu rồi. Uống đoạn trường thảo, thật ra đó là một điều rất mạo hiểm. Nhưng mà bây giờ đã không có thuốc chữa nữa, chúng ta đánh liều một phen. Theo như tôi nghĩ, 8-9 phần cỏ này có thể chữa được chất độc của tình hoa. Ngoài cách này ra có còn cách gì khác nữa không? Lỡ như cỏ này không thể chữa được chất độc của tình hoa, vậy thì Quá Nhi nên phải chịu chết. Quá Nhi nhất định sẽ kiết nhân thiên tướng. Đa tạ Quách phu nhân. Tôi nhất định sẽ khuyên Quá Nhi uống loại thuốc này. Quách phu nhân, Quá Nhi suốt đời cô khổ, hành động ngang bướng, xin Quách phu nhân dạy dỗ giùm ảnh. Long cô nương, có cô săn sóc cho Quá Nhi còn hơn là cả tôi săn sóc. Đợi khi mà giải nguy cho Tương Dương xong rồi, mà cô tới đảo Đào Hoa ở một thời gian, lúc đó mình sẽ nói chuyện nhiều hơn. Long Nhi, Long Nhi, Long Nhi. Quá Nhi, Quá Nhi. Long Nhi, Quách bá mẫu đã nói gì vậy? Nói những chuyện không có gì quan trọng. Nằm xuống nghỉ đi. Long Nhi, chuyện trong giang hồ đừng có để ý tới nữa. Vài bao hôm chúng ta sẽ chia tay với mọi người. Hả? Chúng ta sẽ tới cái chỗ không người để mà sống những tháng ngày còn lại này. Gia Lục muội muội, chúng tôi theo sư mẫu về thành Tương Dương, còn muội định đi đâu? Em dĩ nhiên là đi chung với nhị ca của em. Gia Lục muội muội, hãy đi chung với chúng tôi về thành Tương Dương đi, như vậy khỏi cần chia cách nữa. Nhị ca nói đi chung với các người tới thành Tương Dương. Hả, thiệt hả? Ừ. Vậy thì hay quá, chúng ta khỏi cần chia cách rồi. Dương đệ ca, Dương đệ tẩu. Giảng nhân mùa muội đừng có chạy, chờ anh với.
Dấn hay Dược tên là cái gì? Lâm Nhi, em đã mỏi rồi, ngồi xuống nghỉ đi. Sau khi chết thực sự đi xuống âm gian phải không? Dưới âm gian thì có dinh dương hả? Hy vọng thật sự có. Còn nếu bằng không, mong mong lùng lùng sau khi chết rồi không thể nào sống chung với nhau được nữa. Nghe nói là ở trên đường của Hằng Tuyền có một mảnh bạc, bà cho chúng ta uống một tô canh thì chúng ta sẽ quên hết những gì xảy ra ở trên nhân thế. Tô canh đó em tuyệt đối không uống đâu. Quá Nhi, em sẽ mãi mãi nhớ tấm chân tình của Quá Nhi. Thật ra nếu như khỏi phải chết thì tốt biết mấy. Ngày xưa Quá thường hay nói là Quá không sợ trời, không sợ đất. Quá Nhi, em tin tưởng là lần này sẽ được cùng hung Quá Kiết. Bây giờ hai chúng ta chung một mạng, muốn chết chết chung với nhau, còn muốn sống phải sống chung với nhau. Quá coi kìa, ở đó có một bông hoa thì là đẹp quá. Đồng nhiên, để Quá đặt cho hoa này một cái tên, hay gọi là hoa Long Nữ. Đó là biểu hiện của Long Nhi. Cảm ơn Quá. Cảm ơn đó hoa của Quá tặng. Quá Nhi, Quá có còn nhớ năm xưa Quá đã dạy cho em làm sư phụ hay không? Vẫn còn nhớ chứ. Lúc đó Quá đã thề rằng suốt đời này mãi mãi sẽ nghe lời của Long Nhi. Còn nhớ hay không? Quá nhớ chứ. Lời của Quá nói thì Quá phải nhớ cho kỹ. Quá nhớ rất là kỹ, sẽ không bao giờ quên.
rằng không còn tự tình đơn. Chất độc tình hoa ở trong cơ thể của Quá Nhi không phải là không thể giải được. Điều khó nhất chỉ sợ là cháu không dám. 这段长草的确是含有剧毒， 此草以毒攻毒，正是情花的克星， 故而会及人天相的。 Gặp mặt ở đây, phu thê tình thâm, đời đời kiếp kiếp, tiểu long nữ chúc cho phu quân dương quả luôn luôn mạnh khỏe. Hẹn ngày gặp lại. Thank you.
Long Nhi! Long Nhi! Long Nhi! Long! Ba mẫu! Chuyện gì đây hả? Long Nhi có đây không? Ba mẫu! Long Nhi đâu? Long Nhi có đây không? Cổ không phải ở chung với con sao? Khi mà cháu tỉnh dậy, cổ đã đi mất tiêu. Cháu tìm cổ khắp nơi, cổ tìm không có gặp. Đêm hôm qua bác nói gì vậy? Bác chỉ kêu cổ khuyên con uống đoạn trường thảo để giải chất độc ở trong cơ thể của con thôi. Dì này ca. Long Nhi, nếu Long Nhi không thể sống được thì tôi cũng không thể sống một mình được đâu. Đừng có nóng ruột quá. Long cô nương bây giờ không có biết đi đâu. Võ công của cổ là giỏi như vậy, chắc không có gì bất trắc. Tại sao lại không thể sống? Cũng tại cô gái của bác đã dùng ngân phá băng chầm bắn trúng cô ta. Trong lúc đó cô ta nghịch chuyển tâm mạch. Bây giờ thì chất độc đã vào đơn liền rồi, làm sao mà sống được chứ? Thì ra cái quả này đều là do cô gây ra. Tại sao lại hạ độc thủ tới như vậy? Tại sao cô lại làm như vậy? Chưa xong, bây giờ không phải là lúc truy cứu. Tìm kiếm như đại tẩu mới là quan trọng hơn. Long Nhi! Long Nhi! Dì này ca! Dì này ca! Dì này ca! Chúng ta chia nhau đi tìm. Chắc Long cô nương chưa có đi xa đâu. Được, chia nhau đi tìm. Nhị dì cô nương hãy ở lại đây đi nha. Biết đâu chừng Long cô nương sẽ trở lại đây. Long Nhi! Chú đại ca! Long Nhi! Chú đại ca! Chú đại ca! Long Nhi! Chú đại tổ! Long Nhi! Chú đại tổ! Chú đại tổ! Chú đại tổ! Chú đại tổ! Ốc như kia như thế nào? Không có gì hết. Kính nữa. Long cô nương! Long cô nương! Dư đại ca, kiếm không được. Long Nhi, em ở đâu vậy? Ba mẫu, ba biết Long Nhi khó giữ được mạng sống, các khuyên khổ tự tử để mà cứu mạng cháu có phải vậy không? Ba được tưởng rằng ba có lòng tốt, nhưng lại không nghĩ tới mạng sống của Long Nhi. Bác, tại sao phải làm vậy? Không thể làm gì. Không thể làm vậy đâu. Làm gì? Làm gì? Nè, vô đây ca. Đại ca, sao vậy? Sao vậy? Vô đây ca. Vô đây ca. Vô đây ca. Vô đây sao? Vô đây ca. Bởi vì khí huyết chạy không đều, không có sao đâu, nhiều vậy đi. Nè, vô đại ca hả? Tỉnh dậy đi. Vô đại ca. Vô đại ca. Vô đại ca hả? Vô đại ca. 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 Quế Nhi, bác khuyên Long cô nương khuyên con để giữ lấy mạng sống, chứ đâu có kêu cổ đi tự tử. Nếu như con không tin, thì bác cũng không còn gì để nói. Hay là chúng ta tìm sợi dây dài xuống dưới nhược thẩm coi thử, biết đâu chừng Dương đại tẩu lỡ chân rớt xuống nhược thẩm. Thôi vậy đi, chúng ta lập tức thắt dây. À, được, 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 đi 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 đi, để ta xuống cho. Dương đại ca, để cho đệ đi cho. Dương thí chủ, vết thương của thí chủ chưa lành, thôi đừng xuống dưới. Dương đại ca, nếu như đại ca tin muội, hãy để cho muội xuống dưới. A Di Đà Phật, Dương thí chủ sống chết có số,
đừng cố chấp quá làm gì. Dương huynh đệ, không cần biết tình của nơi có kiếm được hay không, cũng phải giữ sức khỏe. Kéo đi, mạnh lên. Mạnh lên. Dương đại ca, Dương đại tẩu không có ở phía dưới. Dương đại ca, muội đã kiếm thật kỹ rồi. Ở dưới thung lũng, ngoài thi hài của Công Tôn Chỉ và cầu chân thước ra, không có gì hết. Chúng ta đã tìm hết khắp nơi rồi, không lẽ Long cô nương đã rời khỏi chỗ này? Còn một chỗ chưa có kiếm nữa, đó chính là đoạn hồn nhai. Long Nhi. Nhi đại ca. Nói Nhi, đây chính là đoạn trường thảo mà bác đã trao cho Long cô nương nhờ Cổ Huyền Châu uống. Nhưng đại ca, anh coi kìa, ở trên chiếc đá có chữ. Mười sáu năm sau gặp mặt ở đây, phu thê tình trọng, đời đời kiếp kiếp. Tiếng lần nữa chúc cho phụ quân vương quá. Luôn luôn mạnh khỏe, hẹn hạnh gặp lại. Long Nhi, em đang ở đâu? Long Nhi, em đang ở đâu vậy? Long Nhi, Long Nhi, Long Nhi. Tại sao lại bỏ anh vậy? Em ở đâu vậy?
Quá Nhi, tin mừng. Tin mừng? Không sai. Còn mừng cái gì nữa? Long cô nương đã gặp phải Nam Hải Thần Ni, có thể nói là kỳ duyên đương thế. Nam Hải Thần Ni là ai vậy? Nam Hải Thần Ni là tiền bối ở trong Phật môn, Phật pháp và võ công đều cao thâm không có thể nào ngờ. Tại sao cháu chưa bao giờ nghe nói? Là bởi vì bà ít khi tới Trung Nguyên, cho nên người ở trong võ lâm không có ai biết tiếng của bà. Cha của bác đã gặp mặt bà một lần, đó là cái chuyện 32 năm về trước. Mẹ, vị thần ni bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Vị thần ni đó đã trên 100 tuổi. Nghe cha của ta cho biết, thần ni mỗi 16 năm sẽ tới Trung Nguyên một lần. Người ác gặp bà thì kể như là kiếp trước không có tu, còn người tốt gặp phải bà ta đại pháp từ bi. Người tốt giống như là Long cô nương, bà chắc chắn là ưa thích và đã nhận cổ làm đệ tử, đưa đi Nam Hải rồi. Vậy thì 16 năm tuổi. Tại sao lại phải 16 năm tuổi? Giúp Lan đại sư, có phải sự thật vậy không? Vị thần ni đó Phật pháp cao thâm, nhưng mà tánh tình rất kỳ lạ. Quế Nhi và Long cô nương là vợ chồng son, là chỉ cách 16 năm trường. Bà thật là tàn nhẫn quá. Bà mẫu, Long Nhi găng mạch đứt đoạn, trúng độc thật nặng, khó giữ mạng sống. Nếu như mà được thần ni cứu giúp, vậy thì trong 16 năm tới, chắc là thần ni đã dùng thần thông chữa trị chất độc trong người của Long Nhi. Quế Nhi, con suy đoán như vậy rất là hợp tình hợp lý. Long cô nương chất độc đã vào trong tạng phủ, cho dù là thần ni có võ công tái thế đi nữa cũng không thể nào trừ được chất độc ở trong một thời gian ngắn. Hy vọng là Long cô nương có thể sớm ngày bình phục, 16 năm vợ chồng sẽ có thể sớm gặp lại tại đây. Quách bá mẫu, tại sao bác lại biết thần ni đã đưa cổ tới Nam Hải vậy? Long Nhi tại sao giết để lại trên cái đá này? Tại sao không để lại dòng chữ nào cả? Bác tựa cái chữ 16 năm đã suy đoán ra. Nam Hải thần ni mỗi 16 năm đều tới trung thổ một lần. Ngoài bả ra thì không có người nào có cái tập quán kỳ cục như vậy đâu. Bà mẫu, bây giờ cháu sẽ đi Nam Hải, nếu quay cổ ở đâu? Con đừng bao giờ đi. Đại trí đảo của thần ni ở, không có thể cho người ngoài tới đâu. Nhất là đàn ông, khi vừa bước lên đảo thì sẽ chuốc lấy cái quả sát thân. Dương huynh đệ, Dương phu nhân đã được thần ni nhận nuôi, sẽ có ngày gặp lại. 16 năm thoáng một cái sẽ qua, cần gì phải gấp gáp vào cái lúc này? Bà mẫu, lời này có phải là thật hay giả? Con hãy coi tượng chữ ở trên vách đá không phải là chữ của Long cô nương hay sao? Nếu không phải thì lời của bá mẫu nói đều không đúng sự thật. Chữ này là chữ của Long Nguyễn. Khi mà Long Nguyễn viết cái chữ Dương Hòa cháu, lúc nào cũng viết thiếu một nét, cho nên lúc nào cũng dễ nhận. Vậy thì được rồi, bác chỉ cảm thấy là cái việc này rất tình cờ. Bác còn tưởng là cho đại ca đã âm thầm viết ra để cho cháu mừng rỡ vậy thôi. Tôi không thể có tinh thần như vậy đâu. Không biết là đoạn trường thảo có thể giải được chất độc ở trong cơ thể của Quái Nhi hay không? Cháu sẽ uống thử đoạn trường thảo này. Nếu mà sau khi uống xong vẫn không thể hóa trừ được chất độc trong cơ thể, 16 năm sau, Quách bá mẫu phải nói cho người vợ xấu số của cháu biết. Đại sư, chất độc qua tình nếu như lương thông vào tâm nghĩ, như vậy khi mà chất đoạn trường thảo này giải độc nhất định sẽ đi vào tim. Ta đã điểm bốn huyệt đạo của thí chủ giữ lấy tim mạch, như vậy có thể uống thử. Thank you.
Anh xin lỗi em. Đại sư, chúc mừng Dương thí chủ, đoạn trường thảo quả như có công hiệu. Dương đại ca không sao chứ? Cũng may là Thiên Trúc thần tăng đã tìm được đoạn trường thảo. Ông tuy là chết, nhưng mà đã để ân huệ cho mọi người. Mẹ, chất độc trong người của Dương đại ca đã giải hết rồi hả? Đâu có mau như vậy. Nếu như chắc chắn đoạn trường thảo có công hiệu, thì chỉ cần mỗi ngày uống một chút, chắc chắn sẽ giảm được chất độc. Nhưng mà làm sao có thể biết chắc là chất độc ở trong người đã hoàn toàn sạch hết? Nếu như trong người đã hết chất độc, giờ còn tiếp tục uống đoạn trường thảo như vậy, vậy thì ruột gan sẽ đứt hết. Cái đó bản thân huynh biết rõ. Nếu chất độc còn chưa trừ khử được, một khi tình dục nảy sinh ở trong người ra, trong lòng ngực sẽ tiếp tục đau. Nếu nói như vậy, một khi Dương đại ca nhớ tới Dương đại tẩu mà ngực không đau, là chất độc qua tình đã hoàn toàn trừ khử. Dương đại ca dĩ nhiên nhớ tới Dương đại tẩu, không lẽ nhớ tới các người sao? Phụ nhi, không được vô lễ. Mẹ, 16 năm sau Dương đại tẩu sẽ trở về, cố đừng có hồng mơ mộng nữa. Ngươi đừng nói bậy nha. Chính là ngươi đã làm cho Dương đại ca và Dương đại tẩu phải chia cách 16 năm. Ngươi hãy nghĩ cho kỹ đi. Hại Dương đại ca như vậy còn chưa đủ sao? Ta nói sai sao? Phù Nhi, không được vô lễ. Nếu như còn nói bậy, mẹ sẽ đuổi về đảo Đào Hoa không cho ở Tân Dương nữa. Cái chuyện này thật sự âm dương sai trái. Quách cô nương không phải là cố tình hại người. Vô xong cô nương, từ nay đừng bao giờ nhắc chuyện này nữa. Dương thí chủ, đoạn trường thảo tuy rằng có thể giải độc, nhưng để cho an toàn, đừng cố uống liên tục nữa, chờ 7 ngày sau, rồi mới uống tiếp. Nhớ kỹ, uống đoạn trường thảo, phân lượng cũng phải ngày càng giảm bớt. Đa tạ đại sư nhắc nhở. Đại sư, không lẽ đại sư định ra đi? Lão nạp tới Trung Nguyên đã được một thời gian rồi, sáng sớm ngày mai sẽ trở về Đại Lý. Không sai, chúng tôi đã rời khỏi Tương Dương khá lâu. Không biết bây giờ quân tình thế nào, trong lòng thì là lo lắng. Nhưng mà chất độc ở trong mình của Quá Nhi chưa sạch. Ba mẫu, cháu không có sao. Ba mẫu về Tương Dương đi. Sư tỷ, hãy yên tâm về Tương Dương đi. Em về vô xong sẽ ở đây săn sóc cho Dương đại ca. Vậy cũng tốt. Quá Nhi, có sư muội giờ vô xong cô nương chăm sóc, ta thiệt yên tâm. Đại sư, sáng sớm ngày mai chúng ta liền khỏi Tuyệt Tình Cốc. Quá Nhi,
Vô sông cô nương, sư muội, ba người hãy dừng bước ở đây, chúng tôi cáo biệt. Dương thí chủ, các người khỏi cần tiễn nữa, gặp lại sau nha. Đại sư bảo trọng. Quách phu nhân, tôi sẽ đi chung với sư phụ, đồng thời mang xương cốt của sư thúc về Thiên Trúc. Chu đại ca, dọc đường cẩn thận. Cáo từ. Phu nhân, chúng tôi đi trước nha. Chúng ta gặp lại Thành Thương Dương. Xin chào. Chào, xin chào. Bảo trọng. Quế Nhi, khi mà chất độc ở trong cơ thể của con đã trừ khử hết, nhớ trở về Tương Dương nha. Bất tỉnh của con thì là nhớ con lắm. Không đâu, cháu sợ lại đây chờ Long Nhi. Dương đại ca, không lẽ ở chỗ này đợi Dương đại tẩu 16 năm hay sao? Ta nghĩ chắc là không có chỗ nào khác để đi. Quế Nhi, đợi thời gian cũng được. Nếu như không có tin tức của Long cô nương, con nhớ là phải tới Tương Dương nha. Lục cô nương, sư muội, các người hãy chăm sóc cho Quái Nhi giùm tôi. Sư tỷ quá lời, cứ về đi, đi đừng mạnh giỏi. Bảo trọng. Bảo trọng. Trình Anh vô xong, đừng dù dạy tới gì, hãy tới bãi qua tình đi. Tới bãi qua tình làm gì? Qua tình kia làm vật kháu nhất trên đời này. Nếu như để nó lan ra khỏi Tiêu Tình Cốc, chắc chắn sẽ bị di hại nhân gian. Chúng ta tới đó quỷ hoại tất cả, có đúng không? Dương đại ca tốt bụng như vậy, ông trời sắp phù hộ cho đại ca và đại tẩu sớm ngày gặp lại. Không sai, chúng ta bây giờ phải đi bãi hoa tình, chặt bỏ tất cả những cây hoa tình đó đi. Chúng ta chia nhau chém gãy từng cây, từng cây, từng qua một. Phải, không để lại cây nào. Coi chừng gai tình nhờ. Dạ biết. Biết歌声在我们心里蔓延，不管天地的极限，没有翅膀我就会飞到你的身边。我想你把你的容颜看上去的人就会感到自己有份的。 Anh sẽ không để cho qua tình này di hại nhân gian. Quá Nhi đã nghe lời căn dặn, đấu đoạn trường thảo, chất độc ở trên mình trong nay mai sẽ được giải hết. Nhưng mà bây giờ thật ra Long Nhi đang ở đâu? Hôm nay anh phải uống đoạn trường thảo đó. Cảm ơn các người nhắc nhở cho huynh.
đây cơ hả? Anh sao vậy? Quỳnh đã đỡ nhiều rồi. Có thiệt hay không, độc tố ở trên mình của anh càng ngày càng ít hả? Trình anh vui sao? Ba chúng ta rất là hợp ý với nhau. Thời gian qua đó cũng nhờ các muội chăm sóc dùng cho. Trong lòng Quỳnh rất là cảm kích. Vì vậy Quỳnh có ý kết bái với hai muội. Từ đây về sau coi như là anh em. Ý các muội thế nào? Chúng ta có người anh giống như là anh đây, là một điều chúng ta mong mỏi. Dạ phải, tụi em thì là muốn vậy lắm. Trời đất làm chứng, chúng ta hãy kết bái ở chỗ này đi. Đại ca. Nhị muội, tam muội. Hôm nay kết bái với Quỳnh, Quỳnh không có gì làm quà. Không ấy thì dạy ngọc nữ tâm kinh cho hai mũi nha. Đa tạ đại ca. Vì mũi tam mũi, ai nhớ kỹ câu quyết. Sơn cốc này không có người ngoài, Quỳnh có thể giúp cho hai mũi luyện công luyện võ. Đại ca đi đâu mà khuya như vậy mới về? Nhị mùi tam mùi, tam qua các mùi đi hiểu rõ. Chủ tâm tuyết ngọc nữ tâm kinh chắc hai mùi hiểu rõ rồi chứ. Dù là Quỳnh không có chỉ điểm, tin chắc các mùi sẽ luyện được ngọc nữ tâm kinh rất là khá.
Đạp Tử sẽ không bao giờ chịu bỏ qua đâu. Những ngày thái bình đối với dân chúng Đại Tống mà nói hình như là rất mong manh. Ngày nào còn anh ở đây thì bọn Đạp Tử đừng có không tội nguyện. Ai mà không biết anh Tĩnh đã thuộc lòng binh thư, nhất phu đương qua, dặn phu mặc địch. Có anh Tĩnh ở đây thì đừng có ai hòng tấn công thành Tương Dương. Bọn chúng chỉ mơ mộng vô ích. Em lại ngạo anh nữa rồi. Anh à, có cái chuyện này anh muốn hỏi em. Có chuyện gì? Nghe Phụ Nhi cho anh biết, em đã nói cho Quá Nhi, Long Cô Nương được Nam Hải Thần Ni nhận làm đệ tử, mang về Đại Trí Đàn 16 năm sau mới có thể trở về được. Nhưng mà ở tại Giang Hồ, anh chưa bao giờ nghe nói Nam Hải Thần Ni về Đại Trí Đàn. Em chỉ là gạt Quá Nhi thôi, hoàn toàn không có Nam Hải Thần Ni đâu. Tại sao lại làm vậy? Long Cô Nương và Quá Nhi phu thê tình thâm. Long Cô Nương đã bị cực độc không có thể sống lâu. Cổ đã biết tánh tình của Quá Nhi, cho nên cổ đã khắc những hàng chữ 16 năm sau sẽ gặp trở lại. Lúc đó em đây bỗng dưng có sáng kiến theo dịch câu chuyện Nam Hải Thần Ni để cắt đứt ý định tuẫn tử vì tình của Quá Nhi thôi. Ồ, tâm tư em thật khổ quá. Phụ Nhi của chúng ta lỗ mãng quá, gây những cái chuyện như vậy. Nhưng mà Phụ Nhi đã biết lỗi rồi. Anh Tĩnh, đừng có trách nó nữa. Chính chúng ta đã nuôi dưỡng nó quá độ. Hay là chúng ta hãy kiếm chồng cho nó đi. Có lẽ là sau khi trở thành dâu của người ta, không còn ngang bướng nữa đâu. Em nói. Gia Lục Tề. Cha, cha. Ờ, các con về rồi hả? Tới đây. Cha, con về với con đang tuần tra ở ngoài thành. Cha kêu con về đây có chuyện gì vậy hả? Hai con cũng đã lớn tuổi lắm rồi. Vào cái lúc Thái Bình thành thế, cũng phải thành lập gia thất, khai chi tán nghiệp. Cha, bây giờ quốc gia đa nạn, hai anh em tụi con một lòng với Quách Bá Phụ kháng địch thủ thành, không có dám bất cứ nhi nữ thương tình nào khác đâu. Thủ thành tuy rằng quan trọng, kháng địch cũng trọng trách, nhưng mà hai con cũng không thể để cho nhà họ Võ tuyệt hậu chứ. Cha, con nghĩ lúc này phải đuổi Đạt Tử ra về Mông Cổ, sau đó nói cho Tử Nhi tư tình cũng đâu có muộn. Đúng vậy, đuổi Đạt Tử về Mông Cổ à? Chuyện này đâu phải là chuyện dễ. Địch đông ta yếu, trận chiến này không biết đến bao giờ nữa. Phải thủ thành, phải diệt địch. Nhưng mà hôn nhân tụi con không thể bỏ qua đâu. Nhưng mà đừng nói nữa. Cha cũng đã biết trong lòng các con đã có người yêu. Các con cũng không muốn làm trễ nải tuổi thanh xuân của gia Lục Uyển và Giản Nhan Bình. Hay là vậy nha, để cho bạn với Quách Đại Hiệp và Quách Phu Nhân chọn ngày lành tháng tốt để thành hôn nhập cho hai con, để giải tỏa nguyện vọng trong lòng của cha nha. Tiểu huynh, Tiểu huynh, vẫn khỏe chứ? Vẫn còn mạnh tới như vậy. Nhưng mà tôi đây chỉ đáng tiếc, huynh không hiểu lời tôi nói. Bà không có thể nghe tôi tâm sự. Sự đổi thay. Tuy rằng chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, nhưng biến hóa ở chỗ này đây
lại lớn số như vậy. Ta nghĩ rằng sau khi thành hôn với Long Nhi xong, có thể mãi mãi ở bên nhau, sống cuộc sống giống như là thần tiên. Nhưng không ngờ mà Vũ Văn phá nên trong của Quách Phụ, chút nữa lấy mạng của Long Nhi rồi. Của hai vợ chồng chúng tôi là phải chi cách 16 năm mới có thể gặp mặt. Mười sáu năm dài đằng đẵng, làm sao có thể trải qua được chứ? Lê Quỳnh, có phải muốn nói cho tôi biết muốn ở mãi bên cạnh của tôi không? Cảm ơn Lê Quỳnh nha. Cứ ở mãi trong sân động này chắc không phải cô được, giống như là cô vậy. Vậy được, từ nay hai chúng ta sống chết bên nhau. Nếu giờ này có làm gì ở đâu mình quên sướng cái tội này. Chúng tôi không đi tới chuyện trong giang hồ, sống như ngày tháng bình thản, bình thản như vậy nhẹ. Mười sáu năm sau có biết như thế nào? Cây đá một nát từ đất xuống giang. Ta chọn cái kiếm nặng này, hình như có thể vô địch trong thiên hạ. Nhưng mà theo lời Di Ngôn của Độc Cô Tiền Bối, tuy rằng kiếm gỗ còn hơn là kiếm nặng này nữa. Và cuối cùng vô kiếm cũng thắng luôn cả kiếm gỗ. Nếu như Lòng Nhiên 16 năm sau mới gặp mặt ta, sao ta không dùng cái thời gian dài đằng đẵng? Để nghiên cứu ra kiếm thắng thiết kiếm, vô kiếm thắng một kiếm. Thank you.
Có phải kiếm pháp của ta tiến bộ rất nhiều không? Lý Quỳnh, không lẽ chúng ta lại ở mãi trên núi này hay sao hả? Không được, ta phải tới Tuyệt Vạn Cốc để mà tìm Long Nhi. Có đi chung với ta không? Vậy thì mình đi. Đi Quỳnh, làm sao vậy? Đi Tuyệt Vạn Cốc phải đi hướng Bắc chứ, tại sao đi về hướng Nam vậy? Ta hiểu rồi, muốn ta đi về hướng Nam là muốn ta tới Nam Hải để mình gặp Long Nhi. À nè, Long Nhi đã được Nam Hải thằng Nhi dẫn đi, ta phải đi về hướng Nam mới tìm được cô ta chứ hả? Thằng Điêu suy nghĩ thật là chu đáo. Chúng ta đi hướng Nam nha ha. Cho hai đứa con của tôi, Võ Tam Thông và hai đứa con của tôi liều chết để bảo vệ Tương Dương. Võ Tam gia xin đừng có khách sáo. Quốc gia hữu nạn, thất phu hữu trách. Hy vọng sau khi đã thành gia lập nghiệp, có thể bảo vệ giang sơn đại tống, đuổi bọn đặc tử. Phải, bây giờ quốc nạn đương đầu, hôn nhân tổ chức đơn giản, nhưng mà các người phải kính trọng lẫn nhau, vợ chồng hài hòa. Đa tạ cha mẹ dạy dỗ. Sư phụ, sư mẫu, đệ tử nghe lời dạy. Quách đại hiệp và phu nhân, lão nạp đã làm phiền lâu rồi. Ngày mai sẽ trở về đại lý. Tư Liễu đệ tử phải ở lại đây cùng bàn việc cứu nước với Quách đại hiệp. Dạ sư phụ. Sư phụ à, không ai rồi, bọn đạt tử lại tấn công nữa rồi hả?
Long Nhi để lại dòng trưởng, 16 năm sau mới được gặp mặt. Nếu như chưa đủ 16 năm thì cô không chịu gặp mặt đâu. Chúng ta có đợi ở đây cũng lại công vụ. Ta muốn trở về Trung Nguyên làm những chuyện có ý nghĩa. 16 năm sau trở về đời cổ tại Đoạn Trường nha. Huynh nói có được không? Nếu như huynh đồng ý, vậy thì chúng ta cùng nhau lang thang giang hồ, tư cương phồn, anh hiệp trường nghĩa, vì từ những nỗi bất bình trong thiên hạ. Bẩm cáo tứ hoàng tử, Kim Luân Pháp Vương trở về. Quốc sư trở về rồi hả? Theo bổn sư ra ngoài nghênh đón quốc sư. Sư ngàn dặm xa xôi phong trần lặn lội trở về đây giúp bổn vương. Bổn vương sẽ cùng chung uống một ly với quốc sư. Quốc sư, bổn vương xin mời. Không dám. Tạ đại vương, cách biệt 15 năm, đại vương vẫn còn phong độ như là ngày xưa. Nè, mời. Quốc sư 15 năm qua tìm tu ở Tây Tạng, tin chắc võ công tiến bộ hơn hẳn ngày xưa, có phải không? Nhờ hồng phước của đại vương, bổn tọa mười mấy năm qua tìm tu khổ luyện, kể như không uổng công. Bây giờ võ công của tôi đã lên tầng thứ 10 rồi. Hả? Long tướng ba lạc công là môn võ công bí truyền. Xưa nay mật tôn cao tăng chỉ luyện tới tầng thứ 7, thứ 8. Và quốc sư có thể xông phá được cái tầng thứ 9 khó khăn như vậy, đạt tới tầng thứ 10 cảnh giới cao nhất. Đó thật sự là một điều đáng mừng lắm. Võ công của bổn tọa có tu vi như vậy, nói như vậy phải cảm ơn tiểu tử vừa quá. Tại sao lại nói như vậy? Năm xưa bản tọa đã thua ở dưới sông kiếm hợp bích của Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Đó là nỗi nhục lớn nhất ở trong đời của tôi. Tôi đây đã thề khổ tu võ công, ngày nào đó sẽ đánh bại bọn chúng mới được. Võ công ngày hôm nay của quốc sư, Dương Quá và Tiểu Long Nữ làm sao mà lại đối thủ chứ? Lần này bổn tọa trở về Trung Nguyên, một mặt là muốn phục vụ cho đại hãn, giúp đại dương công hãm thành Tương Dương, và một phương diện khác muốn tìm vợ chồng Dương Quá để trả thù. Được, có quốc sư giúp đỡ, bổn dương như là cọp thêm cánh, tấn công Tương Dương trong vòng đại mai. Hãy không, quá trình thuộc lòng bình thường, giỏi tài điều binh khiển tướng, hành quân rất giỏi. Thêm vào Hoàng Dung hỗ trợ bên cạnh, hai người đã thủ thành Tương Dương bao nhiêu năm rồi, không phải là hạng tầm thường đâu. Đại vương, chúng ta đừng có nên khinh. Quốc sư nói đúng lắm, chúng ta tấn công Tương Dương lâu như vậy không được, tất cả đều hoài công vô ích. Cho nên thấy vợ chồng Quách Tĩnh quả nhiên hơn hẳn mọi người. Lần này tấn công lần nữa nhất định thành công, không để thất bại. Bổn vương sẽ cẩn thận bố trí, tuyệt đối không nông nổi hành động. Đại dương anh mình, thành Tương Dương trước sau cũng lọt vào trong tay của đại dương. Phải rồi, quốc sư, tại sao lần này không thấy ai vị đệ tử quốc sư tới đây vậy? Đại dương nói quốc đô là Lạc Nhĩ Bà, họ đã tìm phục ở Trung Nguyên lâu ngày, lúc nào cũng chờ đợi sự sai khiến của đại dương. Được, có thầy trò của quốc sư giúp đỡ, bổn dương không quay Quách Tĩnh và Hoàng Dung ra gì cả. Đạt Nhĩ Bà tham kiến sư phụ. Tại sao chỉ có mình người thôi? Quách đô tiền thư báo cho đệ tử biết,
sẽ gặp mặt sư phụ ở tại chỗ này, chút nữa sẽ tới ngay. Sư phụ, chỗ này gió lớn, chúng ta vào trong đi. Được. Ai ơi, sư phụ, sư phụ, sư phụ, quán đồ, nghĩa đồ cứ sư phụ, quán đang vậy sao? Sư phụ, hãy tha cho đệ tử lúc nãy xúc phạm. Đệ tử chẳng qua là muốn xem thử võ công của đệ tử bao nhiêu năm có tiến bộ hay không. Không ngờ không thể nhận được mùi chiêu của sư phụ, đệ tử thật xấu hổ. Thì ra người muốn thử võ công của ta. Quán đồ, người dám đánh lén sư phụ hả? Nếu như sư phụ không phải là nấu tài thì người mất mạng rồi. Sư huynh, lối ăn mặc như vậy bởi vì có nội tình. Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Quán đồ, ta sẽ lại ăn mặc như vậy hả? Sư phụ, thân phận bây giờ của đệ tử không phải là thái tử Quắc Đô, mà là trưởng lão bốn thuốc của cái bang Hà Thiện Ngã. Không người làm hoàng tử tôn quý lại không chịu làm. Muốn đi làm ăn mày hả? Không phải thiệt thòi lắm hay sao? Muốn làm đại sự phải nhẫn nhục phụ trọng. Đã cẩu bổng pháp của cái bang thiên hạ vô địch, tôi trà trộn vào cái bang để lén học môn tuyệt học. Và còn đoạt đi chức vụ bang chủ của cái bang. Người sanh tôi là cha mẹ, người hiểu tôi là sư phụ. Nhà ngươi có bản lãnh sao hả? Cái bang ban chủ bây giờ lỗ hư cướp, bất tài vô dụng, giết chết hắn dễ như trở bàn tay. Với trí tuệ và võ công của đệ tử, đừng có nói chi là ban chủ cái bang, có thể làm luôn võ lâm minh chủ nữa. Tới lúc đó thiên hạ hào kiệt đã nghe lệnh của mình tu. Tôi có giả tâm rất lớn, chỉ nghĩ tới lợi ích cá nhân của mình thôi, không giúp đỡ đại dương trị sư phụ tấn công đại tống. Sư huynh, như vậy là lầm rồi. Sau khi đệ lên chức võ lâm minh chủ, chúng ta sẽ tiến hành nội ứng ngoại hiệp, tới lúc đó có thể tiêu diệt luôn cả đại tống. Đúng mới biết. Quốc đồ nói của lý lắm. Sau khi hắn làm võ lâm minh chủ, đối với cái việc Mông Cổ tấn công đại tống có rất nhiều điều lợi chứ không có điều hại. Chỉ có sư phụ anh minh, hữu dũng vô mưu, không có làm được đại sự đâu. Được rồi, đừng có nói bằng cái miệng nữa, lo công việc trước đi. Quốc đồ, nhà ngươi dự trù bao giờ mới diệt trừ lỗ hữu cứu vậy hả? Sư phụ, hãy yên tâm đi, đệ tử sẽ có dự kế. Hôm nay cách biệt, ngày mai gặp lại. Đệ tử đã leo lên cái chức minh chủ võ lâm rồi, xin cáo từ. Quán đồ, thật sự không có ai ra gì cả. Sư phụ, tôi xúc sinh quán đồ này năm xưa ở tại núi Trung nè, bỏ sư phụ không có lo. Bây giờ trở về Trung Nguyên, xem sư phụ không có ra gì hết. Rõ ràng là tôi đã nghịch bất đạo mà. Hắn còn tưởng mình thông minh tài trí, võ công đã đạt tới mức thượng đỉnh, thực ra hắn ngu muội lắm. Sư phụ, đệ tử năm xưa đã thề thành lý môn hộ dùm cho sư phụ, tại sao lúc nãy lại ngăn cản vậy? Khỏi cần ngươi ra tay. Thật sự sư môn bất hạnh. Liên quyển thường chết ở trên núi.